Xin chào tất cả mọi người nhé. Hôm nay không có hàng cho nên là ra vườn quay những bông hoa hoàng nhạn. Hoàng nhạn nó bắt đầu nở đây. Đấy. Rất là tuyệt vời nhé. Bông rất dài, rất là dài luôn. Đấy. Rất là to nhé. Chậu nhạn rất là đã luôn. Ba cây, nhưng mà cây bên này thì chưa có. Hai cây này thì có bông. Còn cây siêu khủng này. Đấy. Đã chưa? Đây là hàng siêu khủng nhé. Hàng này chỉ để vườn chơi thôi. Siêu khủng. Đây là những cái chậu trâu buôn đôn. Đây là nhạn giống. Hàng giống mà em chưa ra chậu được này. Đây là những cái hàng xấu xấu mà hôm khô héo á. Bỏ toàn bộ vào trong cái một chậu này. Bây giờ nó như thế này. Đã không? Kiều. Do kiều nào như thế này chưa? Siêu khủng. Siêu khủng. Mầm gốc lên rất là đã. Rất là mập, rất to luôn. Đây, một mẹ, đây nước vôi, cố gắng mùa mưa năm nay cố gắng rửa cho bằng hết. Cái này là do tưới đi. Nước nhiễm vôi mọi người nhé, nước nhiễm vôi. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 cặp lá. Cây con. Còn 1, 2, 3, 4 cặp lá. Còn cây con ở trong 2 con nhé. 1, 2, 3 cặp lá. Cây con rất đã. Cả mẹ con. Cái này thì vôi này thì rửa sạch được. Phần lá này. Rất đã luôn. Đấy. Em chưa rằng rằng cây được. Còn đây. Đấy. Siêu khủng. Đây hàng này thì hàng mẹ con hàng chung nhé. Hàng này là kiểu tập thể bầy đàn ấy. Đây, tí từ bên này nhé. Đẻ dài sang bên này luôn. Cây rất đã luôn. Đấy, một chậu. Chậu rất đã này. Cái này thì phải bỏ thêm giá thể này. Hết giá thể này. Toàn là những chậu siêu khủng cả này. Đấy. Hàng buôn đôn. Buôn đôn siêu khủng. Đây. Mùa mưa. Lá nó lên. Cây dừa này, cây dừa này trên này đẻ một con này, dưới này một con này. Đấy. Đại cổ thụ. Đây thì một giò để nở ra để xem thử là tam bảo sắc hay là nhạn. Chị em chưa biết được là tam bảo sắc hay nhạn này. Để xem cái mặt hoa xem thế nào. Lá thì rất là giống nhạn, rất là cứng. Mà cũng có thể là giống rất là giống tam bảo sắc. Chưa biết thế nào. Đẻ con thì chi chít luôn. Con rất đã. Đây cũng một mẹ hai con. Một mẹ hai con. Đây thì một mẹ một con. Một mẹ một con. Mùa khô héo đến mức độ cây này thân dừa cho nên là nó lâu tỉnh hơn. Rễ phát triển. Rễ phát triển như thế này. Nhưng còn chưa tỉnh hẳn. Đây một con nữa. Hai con. Đây. VIP hàng khủng. Rễ. Đi rễ rất đã nhé. Còn đây thì cả một họ luôn. Một mẹ đẻ 1, 2, 3, 4, 5. 4 con.
mẹ đẻ 4 con nhá. Đấy. Một mẹ đẻ 4 con. Cái mẹ mẹ đẻ 4 con luôn nhé. Còn đây thì em cấy vào cái khúc vú sữa là rất đã luôn. Rất đẹp luôn nhá. Đây cũng thế. Còn bên này thì phi điệp buôn đôn, chính gốc buôn đôn luôn nhá. Em tay em ươm lên cả đấy, toàn là ươm kích lên, bây giờ trồng lên được như thế này quá đẹp luôn, sắp chia sẻ cho mọi người đấy. Hàng buôn đôn, hàng này là tuyển những cái hàng đẹp nhá, hàng mặt hoa đẹp ấy. Còn những cái giống mẹ thì ở trên cả, cây giống mẹ ở trên, cây giống mẹ đang ở trên nhá. Rất là nhiều. Đây một mẹ 2 con, đây là một mẹ 4 con, đây là một mẹ 2 con đấy. Đây là một siêu khủng, đây một con là mít, đây là một mẹ 1 con kiểu này. Đây hoàng nhạn, đây nhạn đã nhá. Đây một mẹ 1 con, toàn hàng hàng khủng ở lại không. Đây một chậu hoàng nhạn này, nhạn đã không ấy. Sao mà hoàng nhạn mà trồng một lần, nhưng mà đây nhá, đây nụ rất là tím này, đây là nụ xanh này, cái này là nụ trắng này, chả biết thế nào nhá, để em xem thử là nó ra cái gì. Còn đây phi điệp đây đấy, đây là những cái cây tự nhiên hết nhá, cây tự nhiên em cách tách ra đấy, em chưa trồng được, tách ra để cho nó phát triển rễ, chưa 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 ra rễ cho nên là em đang để đây. Chưa được ra rễ, chưa ra rễ. Con này là con hồng xước, đây đây là hồng xước rễ phát triển rồi, ok rồi. Còn đây là cái, đây là hồng mù, đây là hồng mù nhé, hồng mù hôm vừa rồi em nở rồi em quay lên đấy, toàn bộ đây là hồng mù. Còn mấy con thân xanh sạch này là con hồng xước. Tác phẩm nghệ thuật hoàng nhạn đấy, đã nhá, rất đã nhá, đang ra nụ hết này, hoàng nhạn này nhá. Đây mẹ đẻ bao nhiêu con, một mẹ đẻ bao nhiêu con luôn nhá. Đây, trâu bần lá này. Trâu là mít rụt rịt luôn, trâu đã nhá, lá này bán bằng cái điện thoại luôn đấy. Đây hàng em ươm phi điệp rất là khỏe mạnh nhá, rất khỏe luôn, đi rễ ào ào rồi, bây giờ đang đi ngọn nhá. Đấy. Một thời gian nữa thì để cho nó lên thêm một chút nữa em sẽ chia sẻ cho mọi người, thêm một thời gian một chút nữa em sẽ chia sẻ cho mọi người nhá. Đấy. Ước lượng tầm khoảng chừng 500 chậu, 500 chậu, 500 chậu phi điệp này nhé. Sẽ chia sẻ cho mọi người 500 chậu này. Đấy. Còn đây là những cây mẹ mặt hoa của nó đây mọi người nhé. Mình xem mặt hoa. Đây. Đây, đã chưa? Mặt hoa nhé. Để em lấy cái nét cho mọi người xem nhé. Đấy, đẹp chưa? Cánh bầu. Đây. Đấy. Rất sắc sảo nhé. Mặt hoa cực đẹp luôn đấy. Nguyên bản này. Nguyên bản chặt chặt tại rừng về này. Nguyên bản đang còn nguyên bản này. Đây. Mầm gốc nó đẻ như thế này, này.
Đây là những cái cây này em đã kích lên hết, em đã kích lên, kích sưng lên hết rồi. Đấy, chờ mà. Đây, kỳ trên thân này. Đó, đang làm kỳ trên thân cả nhé. Còn đây là cái bụi hồng mù mà hôm vừa rồi em quay đấy, cũng là nguyên bản, cũng nguyên bản đấy nhá. Đấy, đang còn nguyên bản này, em bỏ vào luôn. Còn đây con lò mít này, thân rất đẹp. Đấy, kỳ đấy, kỳ đây, toàn là những cái kỳ, kỳ kỳ này cả nhá, kỳ tự nhiên hết nhá. Đấy, em cứ để như thế này nó lên kỳ tự nhiên thôi. Kỳ tự nhiên. Khoảng chừng 500 chậu nhá. Còn trâu nhạn thì đang tỉa từ từ, vẫn tỉa từ từ. Còn đây thì tất cả đây là hoàng nhạn em vừa mới lên chậu được khoảng tầng gần 300 chậu, gần 300 chậu hoàng nhạn. Nó rất đẹp rồi, rất là đẹp rồi nhá. Đấy, mới lên chậu thôi. Tất cả đều là nguyên bản hết, đều chặt nguyên bản từ rừng hết nhé, nguyên bản hết, không trồng rời. Đây của nhà có, cho nên là anh em người ta đi lấy về rễ phát triển ào ào luôn nhá. Nó nhanh, nguyên bản này thì nó nhanh. Đấy, chậu 4-5 cây thoải mái luôn. Sắp tới đây thì nó ok rồi thì ổn định rồi em sẽ chia sẻ cho mọi người. Hôm nay rảnh rỗi thì em quay vườn một chút để cùng với mọi người đóng góp ý kiến, chia sẻ. Ai thích cái gì thì một thời gian nữa em sẽ chia sẻ cho mọi người. Đây là những cái giò nhạn này thì sẽ chia sẻ được này. Đây, hoa nụ này, sẽ chia sẻ được. Đây, có cây này nó cứ đi ngọn mãi. Đã. Đấy, thành cây cổ thụ mất rồi. Chậu nhạn như thế này. Đây là những cái chậu hoàng nhạn này thì chia sẻ được. Còn bọn này thì đang nhỏ quá, đang nhỏ. Phi điệp ấy. Một thời gian nữa thì phi điệp và hoàng nhạn em sẽ chia sẻ cho mọi người phi điệp và hoàng nhạn nhé. Rất đẹp nhé, từng chậu cây rất là đẹp luôn, rễ xanh mướt. Rất nhiều mọi người nhé, rất là nhiều. Mọi người yên tâm, một thời gian nữa để cho tất cả nó ổn định rồi em sẽ chia sẻ cho mọi người. Rồi, cảm ơn mọi người nhé, xin chào mọi người. Hẹn gặp lại mọi người ở clip sau nhé.